À, thứ mự. Dạ. Cô Rồi mừ. à, người ta yêu người ta yêu kêu cô mự lắm. Ông thầy đó, cô mà cô gì trời ơi. À, bữa nay ra sùi dưới với bà. Trời ơi, chở đồ. Rớt giờ sáng dưới sao lượm ăn đi nè. Chúng. Ông đi dưới đây à, ông Phúc còn. Tại sao? Chiều á cái mát trời vô đẩy bả có con. Một xá. Ai không có quan tâm tới đó. Quan tâm cái này đi. Để tôi làm đồ ta nói cho ông nghe kịp không? Không mấy sao mà ngủ. Giòn lỡ. À chú còn ông nói nghe nè, dưới nghĩa nói chuyện gì. Em khổ quá. Gia đình của cảm ơn đi cũng nhàn, nếu có gì em đem hay sẵn thì tôi cũng nhớ vô vụ đó. Gia đình nó căn nhà có phước đó chị Năm. Cầm xe 6 triệu mà lo cho vợ cuối cùng cũng tay trắng tay luôn. Rồi tét á, tét trong bệnh viện còn thiếu 500 ngàn. Không biết sao, tại chị nghèo á chị, mà phá ở mấy chỗ đó chị nghèo. Tôi cũng còn thôi đó, đỡ một chút nha chị. Mình nghèo chị á, nghèo người. Mà như mấy người vậy á, chị khá chị cho chị mất tiền. Bởi thấy vậy á, mình giúp đáng giúp ta đang những gia đình vậy á. Không phải như người ta đang hoạn nạn vậy đó, mình giúp là tốt. À, nãy mà cái mã đó, nó lúc ông về cái thằng đó nói gì nè. Có bốn con hả? Nó vợ chồng chắc nói chị ăn rồi. Ăn rồi, không ăn rồi. Sợ khổ lắm, còn thời dòm lên á thì nổi té á, thì mở con mắt mà nè, không quẹt nè xuống á, thì mình khổ cũng khổ mà như đỡ. Đó, bà tôi nói với Phúc Toàn nè, anh em mình á là với nhà chị Năm như anh em một nhà rồi. Tôi lên đây là anh ai đuổi tôi cũng gì rồi, nó đỡ Phúc Toàn mát chị tôi. Không, chắc không có đuổi đâu, chút xíu không hối như giặt rồi. Nè, bắt tay đi, bữa nay là bắt tay thiệt luôn đó. Bữa tính rủ ra đồng chưa chơi hối gì vậy rồi. Đi ra đồng nào? Chị Năm. Tính rủ ra đồng hái thằng lùn với tiếng Anh kìa. Ở đâu? Đi nè. Dạ, gia đình ở ngoài khéo cá. Ủa, nay mình đi cho biết rồi. Ở Thác Cao Đài á, mới tao bị bệnh nữa đó bà Năm. Ừ, ráng là nó nghe bụng nổ vậy. Bị bệnh đó đó hả chị? Ừ. Bệnh dữ lắm cơ. Nghe nói cái ông nội nào cũng bị bệnh đó mà ông giấu, không có nói, rồi lây tùm lum nguyên sớm. Ông đi về á, ông đi đâu ông đi về. Lây đông bốt mấy người. Chị tôi nhà ní mà bị niêm phong rồi phải không? Dạ. Cái khu đó hình như khu đô phải không? Ừ. Phải không? Để giúp danh gỡ ông Năm mới nói về nó nghe rồi. Tới phải khu đô không? Cái đường thấy văn dây đường nhàn đô luôn rồi. À, cái đường nào, cái đường nhà mà tưởng ông đi quay đó hả? Nhàn đô, nhà ông Thiệm rồi đó, cái ông Thiệm làm mà xi măng cho bà nè. Ừ. Ờ là cái khu đó đó, thằng Đô gần nhà ổng luôn đó. Ừ, đúng rồi. Thì hình như cái khu đó đó phải không, phải nhà Đô sao mày không biết? Bốn mấy người đâu đi đó đâu. Dân dây hết trơn rồi sao mày thằng Đô nó không nói mày sao? Chị Năm nói chân thuốc lên chị đó, ổng tiểu đang muốn giờ này dân dây chủ hẻm nhà nó rồi. Từ cái hẻm mà đi ra chuồng đất đó là nó dân dây dài là tới kho tư cấu luôn. Thì khu đó khu Đô với khu nào? Tại vì em có cái nền rồi, ngưng là trả tan kịp á. Cái chạm ngay nhà Đô luôn. Cái chạm giữ người ta nó đóng ngay đó luôn. Đóng giờ nào giờ đó thì chứ giờ biết cái gì. Chỗ đó là có xăng, nhà Đô có xăng. Cái đó là cái kho của ông Tư Cấu á, giáp danh luôn. Đã nó đóng nguyên cái khu đó luôn mà nhà Đô có xăng gì nữa. Nó bao toàn bộ kho và Tư Cấu là luôn rồi. Là nó bao vòng quanh nó đó hết trơn rồi, bốn mấy nhiên. Trời ơi, cô làm kỳ cục. Đó, nguyên cái dây. Làm vậy mày nghĩ ra nó nghe. Bốn mấy người luôn, dám thở lên kìa. Bây giờ biết nào bữa mày coi, lên biết mày, cho mày, mày coi mày dẫn ông thầy đi ra sao hái thù lụ đi. Ông thầy ông lên đây không phải nhớ bà Năm, không phải nhớ hai mướt nữa. Không, ông nói gì chặt rồi thì nhớ bà già chồng, nhớ anh mình. Ông nhớ Thủ Phước. Ừ. Nè, cũng mời mấy ông đó. Biết mà, đó này
cười tôi, nó bà nội gì tối ngày má phải làm gì đúng không? Uống nước nóng không á mà nó bật mà nó còn chưa nè, nói mình ăn đừng cười, xin tiền tàu đi xin thuốc mới vừa đi lên đây đó. Tội nghiệp ẩm áp ổng nuôi cho mình nè, tôi nói Phúc Toàn nghe nè, mình là lên cộng đồng mạng, ví dụ mà cái gia đình ông nói ông nó đừng có cho em đi vô, chị tôi đóng cho đã Phúc Toàn lo huy đừng này đừng cho em vô vậy lên vô người ta nói mình này thầy chùa này thầy chùa kia bộ có tiền nó hát chị Năm kỳ chị bán cho tôi xem nhân kinh dị vô đó có gì đâu bình thường thì cũng mà nè ông phát cái clip lúc trong nhà đó là về nhà là mấy bà nó mở ra có rồi đó. Ừ. Còn cái clip này ông đừng có lên lên không. Ừ. Tự ai cho ổng vô ông đem để cho ông đi. Để đem có nhiêu cho anh ta nhiêu. Đây nè, đây do đầu tàu này nè. Chị mới có chị cũng gửi cho nữa. Ở này chị cũng đau hẹp quá. Bán buôn cái này không phải được như mua lần. Mình chết nãy giờ đúng đâu có ảnh hưởng gì đâu. Không, không có sao bình thường. Có gì chứ. Rồi mấy ngày gì ba có điện về em cơ. Tối nay định điện cho bà thử làm sao nè mà chưa. Ê, tiếng Anh có bà nó cái con khỉ nó nhốt lòng hay nó cuộc dây. Em đâu có gọi anh coi. Nó đâu có qua đâu. Nó nói cuộc dây chứ nó không có nhốt lòng. Cuộc dây nó đi thỉnh thoảng. Cuộc dây thì nó dạng hơn. Biết là đây gì ai đó không không biết. Vậy em ướt đi. Thôi ở đây ta có rồi. Bữa nay con Nga giờ thông quá chạy lên. Bây giờ gì đâu mà bệnh tình chắc kiểu này. Bữa đó tiêm mũi 2 ông Tuấn Anh. Giỏi chân à. Ở đây mình có giấy xanh rồi đó. Có à, ở trên này có giấy xanh. Có, với em có liền. Có, nghe nó tiêm còn mũi thứ ba nữa. Gì? Còn mũi thứ ba nữa. Bộ tiêm mũi thứ ba nữa. Ừ. Sao nghe nói có 2 mũi hả? Còn mũi thứ ba nữa. Ở trong giấy đó có 2 mũi hả? Ở trong giấy đó có 2 khung 2 mũi hả? 2 khung 2 mũi mà nghe nói là ông lớn là yêu cầu thêm 1 mũi thứ ba. Ừ, ở thành phố hết mũi nữa là 3 mũi. 1 mũi thứ ba nữa. Nghe nói Tân Châu mình được được yểm trợ cho thêm nhưng mà một mũi nữa nó lâu lắm. Ừ, một mũi nữa nghe nói nó là 6 tháng hay gì. Ừ, gần năm. Ừ, nghe nói vậy á. Ông này ở gần không nghe gì hết, người ta đã nghe. Tại vì con Liên á, nó xem á tin Tân Châu này nè, nó mẹ còn mũi nữa. Nhưng không hay giờ được khoảng 5 tháng nữa. Bây giờ chị trợ cho mấy đứa trẻ em từ 18 tuổi đổ xuống. Bữa nay anh cho em vài trái này ăn coi. Anh nghe em kén nha Thanh Long. Lên đây nhớ đứng anh thì chết làm bộ nói vuốt còn nhớ chị. Bây giờ tôi tính. Bây giờ tôi tính kêu ông đứng ra cứ vợ cho Hữu Phước nè, ông chịu không? Thôi, cô cũng dám giỡn với ổng à. Không, cứ vợ cho nó mà chứ đâu phải giỡn với nó đâu. Được thầy có ai mà mai coi. Ông đi đám ma không biết nhiều con gái đó không mà mai cho nó được chịu không trả làm chịu để bữa nào ra trả lời còn giải quyết cho ông này vụ cái đầu tóc cho chị Năm phải nhẹ nhõm chút bữa nay ở bữa nay chị Năm bữa nay chị nướng khô đãi cơm cho em ăn thôi trời ơi khỏe nghe mà đâu có gì đâu để Phúc Toàn nói chút đầu về bữa nay không dám chút đầu về đâu bữa nay là không có đám nào rộng rinh đâu chị là bữa nay anh nói là anh cho em này chút nè ăn đi nè ăn đi tàu dám ăn đi tàu nè để thằng Long ra ăn đi ăn đi tàu nè đây là chị dâu đó nè chị dâu đâu em người ta thứ hai rồi vậy hả người ta ăn cả lộn rồi nhà, lộn đường rồi ở đó Úc anh rể anh cả anh chồng anh chồng ừ thì anh chồng anh chồng nó chơi lần này đâu có gì vui chị Năm yeah. Mình cứ nói chơi cho vui vậy thôi chứ ông phải kêu ông mướt mà anh hai đó anh hai mướt
Hai mứt lại đây ngồi nè. Hai mứt lại đây ngồi. Mày mà cho em mày cho không? Hả? Nè hai. Cho không? Thôi để ăn dội rồi. Ăn gói đó nữa đi. Hết nổi rồi. Hết nổi rồi hả? Ừ hết nổi rồi. Chết rồi trời ơi trời. Ăn hết nổi luôn rồi. Ăn tiếp tôi gói nó nữa đi. Hết nổi rồi. bà Năm bà hỏi ông coi. Ông thầy hỏi coi mấy gầy à, bà ổng có qua bà Tiết Lương không thầy? Mấy gầy có đi qua dì ba không? Dì ba Tiết Lương á. Có qua chị ba mua vụ không? Ờ không biết. Chị Tiết Lương kìa. Chị Tiết Lương không biết. Không biết gì à? Không nói. Mà chịu chị dâu không? Nói cho anh thuốc đó. Nè, nói đi, cho đi thuốc. Ngồi đó đi, anh hai em lấy cho nè. Đây. Em dâu chứ sao chị dâu, trời hoài ừ, vậy. Em dâu. Bộ muốn lấy ông cọp cái gì. Đứng anh làm bộ làm màu kìa trời ơi. Ông lấy ông cọp thì ông bước có kêu ông bằng chị hai. Thầy đang có bóng gió là sao chứ? Ngồi đây nè, ngồi đây. Ngồi ông tâm sự với ông Mười hồi coi có gì ông kể cho ông nghe coi. Kể cho ông nghe. Ông muốn nghe ông kể chuyện đó. Dư Mười à, tối nay ngủ muỗng có chết trong không gì Dư Mười? Có hả? Ừ. Nó có thui không? Đó nè, lên cái liếc này cừ nè, đừng lên nó liếc của người cha mình xin tiền mất công. Rồi, hỏi tiếp anh hai. Tiếp. Biết ổng cái gì không? Nói tiếp nữa coi. Nè con nằm trên ba con thấy sao con nói ba nghe coi. Với ba chó queo tập hóng. Rồi người ta chôn ba đâu? Chôn ba bà nội. Chỗ kế mã bà nội hả? Rồi có thấy gì nữa không? Mấy gì nữa? Bà chỉ thấy nhiều thôi hả? Bộ con khóc dữ lắm hả? Con kêu ba không thức dậy phải không? Có kêu ba không? Hả? Thấy ba chết queo mà con có kêu ba không? Ba rồi lọc khóc thôi hả?